Rồi chào các bạn đến với kênh Ali Bình Official. Rồi bây giờ kèo lúc nãy xét một á là bên Bảo Bưởi chấp cái ngực cái chân đánh cái đầu không, bên kia thắng 8-7, cho nên là bây giờ là bên Bảo Bưởi là chấp chỉ còn cái ngực thôi. Bên kia là Trọng Trà Vinh kia cho sinh viên Thủ Đức, cho sinh viên thể thao. Còn bên đây là Trung Bình Định kia cho Bảo Bưởi. Bảo Bưởi là một thời đánh cho công an thành phố. Quá trời, dàn sáu, dàn sáu đang xôn xao. Điểm một đều rồi nha các bạn. Quá hay rồi chú Bành đó, nhảy lầu lưới nó hụp cái. Điểm 2-1. Đang vô hàng tiếp tục. Nói chung là kèo đấu, kèo uy cấn là dàn sáu vô hàng rất là xôm. Sân banh này là hầu như là đa số kèo lấu nhiều các bạn. Kèo đẳng cấp thì không có, kèo lấu nhiều nhưng mà có một cái là máu ăn thua. Nên đánh chỉ có 8 điểm mà. Quá trời, ở trong đang bao sổ. Trời ơi dí kìa, quá trời kìa. Đâu mà giờ cái dí kìa. Vui quá các bạn ơi, sân banh. Sân banh này là hoạt động là cuối tuần nha các bạn, chỉ hoạt động cuối tuần thôi, thứ bảy chủ nhật thôi, chứ mấy ngày thường là chắc kéo quýnh không à. Rồi. Chơi đi, vô đi. Chơi đi, mạnh dạn chơi đi bên kia. Nói chung là mới ăn Tết xong mà nói chung là anh em thì khỏe nên cứ chơi mình dạng chơi. Hón, anh Hón. Anh Hón Thủ Đức. Chủ sân luôn. Quay nghe. Giờ muốn chai nước này không quay. Ủa nãy giờ nó nhảm mà điểm mấy rồi ta? Điểm 2-1 nghiêng về cho sinh viên. Lấy kem. Trời ơi. Trời ơi nó lắc kèo quá hay rồi. Điểm 3-1. Hưng lên đây. Sinh viên mấy em sinh viên mà gác điểm thì khỏi nói rồi. Hưng lên là đánh ghê lắm. Có. Điểm 3-1. Kèo này là mấy xe đầu ở Bình chưa có quay á các bạn, thì bên cánh anh em, bên cánh mấy em sinh viên á thì cũng thua cũng nhiều rồi. Nay xe banh này, xe banh gỡ nè, không biết gỡ được. Trời ơi anh Bảo liếc. Liếc quá đẹp rồi. Điểm 2-3. Quá hay cho sinh viên rồi. Trời ơi cháu Bành nó quýnh đường quá hiểm luôn mà Trung Bình Định quá hay rồi. Trời ơi Trung Bình Định. Trung Bình Định nghe nói mổ dây chằng, giãn dây chằng á mà nó còn chạy ghê vậy. Quá hay rồi. Trời ơi quá đáng tiếc. Rồi điểm 3 đều. Dàn 6 vô tiếp đi. Điểm đều kìa. Về bánh mình
luôn bây giờ. Đổi cái chân lên. Đổi cái chân. Bánh mì vô đó. Phải tùy chứ anh. Con lưng nó đổi vô được. Trong kèo gây cấn thì mình được phép mình nghỉ nghỉ giấy lao nha các bạn. Còn mà kèo kèo lấu lấu là đếm 3 lần nằm. Quá trời Trung Bình Định quá xuất sắc rồi. Mấy chú banh thủ quá tốt rồi. Trùng thủ hết rồi. Quá hay quá, nỗ lực cho anh Bảo nhưng mà không được rồi. Điểm 4-3. Điểm 4-3 nghiêng cho mấy em sinh viên. Pha tự sát ký ra ngoài, ký cho anh quá đẹp rồi, nhưng mà ra ngoài. Điểm 4-3. À, 4 đều chứ. Quá hay cho Trọng Trà Vinh. Thủ quá tốt cái kia. Bên kia mà chịu quýnh thể lực là anh Bảo té. Nói chung là anh Bảo cũng đội không có chết. Rồi một pha tự sát cho em sinh viên. Điểm 5-4. Tôi chúc anh lấy tiền em mà lấy khoa. Cái này trong còn hai cuối. Lấy em đi để bên sân nghỉ. Lấy em đi là dễ thiếu. 5-4. Rồi sức banh này nói chung là ở sân này chỉ đánh 8 điểm thôi nha các bạn. Quá hay rồi. Trung Bình Định thủ hết trơn, hầu như là sân banh là Trung Bình Định bao hết rồi. Cái này trong còn hai cuối. Không chết nổi, cơ hội cho bên kia. Vô. Không chết được. Trung Bình Định phải nói là thuộc top cao thủ kỳ á. Bên kia. Rồi, 6-4. Đừng dây giữa dây rồi, khỏi tôi. Giữa dây rồi, đứng lên luôn. Rồi nói chung là chủ sân giải quyết. Ở đây là xử dấu, không có xử dây gì vậy, nhiều khi có thấy từng dây á. Chụp hình lên, dở lên bờ, lên bộ mang cơ. Dở lên bắp đi chân đàn, nhẹ nhẹ. Tung dây nó bập, tôi thấy nó bập rồng cái quẹp anh nó. Rồi, anh quá rõ. Vô sâu lắm. Rồi, vậy là vô, điểm 6-4. Quá trời Trọng kia quá đẹp rồi. Không chết được Trung Bình Định. Vẫn còn. Chết luôn. Trời chú anh gì ăn luôn. 7-4. Điểm 74. Tí. Điểm 74. Nếu mà không có gì thay đổi thì bên Bảo Bưởi và Trung Bình Định sẽ ăn xét hai này. Nhưng mà đầu giò cũng chưa nói trước được điều gì. Quá hay về Trung Bình Định này.
quá hay rồi, nhưng mà đánh bóng ra ngoài rồi. Kết thúc set 2 nha các bạn, bên Trung Bình Định và Bảo Bưởi thắng lại nha các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Những bạn nào chưa đăng ký kênh của mình nhớ đăng ký ủng hộ kênh cho mình nha. Chào các bạn, bye bye.